tiếp theo nhé. Ra đây nhá. Đi tìm hàng á. Bác hôm nay được nghỉ, bác mình vào đi đón cháu đi chơi. Hôm nay đi chơi một ngày, bác đưa đi chơi.
tắm bể bơi. Thế là lên xe bác đi đi nhá, không đi tìm hàng nữa nhá. Nắng quá.
mình, nhìn cái đất đai của mình. Đi bạn bác đưa đi chơi nhá. Đi ra kia đi nhá.
ơi, em có sao đấy? Này con, con đỡ đỡ em bé này. Cái đấy là đang giúp con á. Em ơi, em ơi. Bác ơi. Em. Đánh nó ở trong cùi cho bác uống nữa. Em ơi. Bác bị đau mà bị ngất ở đây. Bác bị bác phải đuổi ra khỏi nhà. Trời. Thế em bị làm sao, em không có nhà? Có, mà bọn em ở với bác đuổi ra khỏi nhà rồi. Thương nhỉ. Đồ đạc không có cái gì. Thế trời sắp tối rồi, tính đi đâu? Có chỗ nào mà đi? Em không có chỗ đi đâu. Để con em lang thang không có chỗ. Bác không có chỗ, bác phải về với con ở đi. Con em bé lắm. Bây giờ tối rồi, nó không có chỗ ở thế này thì đi ở cái lều của cái đứa bé cho hết đêm nay đó. Ngày mai tính sau nhá. Không bây giờ trời tối còn mưa nữa. Đường đứa bé này nó. Bác bây giờ tắm hết đêm nay nhé. Lấy cái này ở đây. Thôi, thương, bác thương.